Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin giá hơi trong ngày hôm nay. Nếu như quý vị và các bạn quan tâm đến giá hơi và cho rằng đây là những thông tin hữu ích đối với mình thì hãy cho mình xin một like ở video này và đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất về giá hơi hàng ngày. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin giá hơi ngày 20 tháng 4 năm 2021. Quý vị và các bạn thân mến, trong khi nhiều hộ nông dân đang lao đao, chăn nuôi không có lãi vì giá thức ăn chăn nuôi tăng vọt, các tập đoàn chăn nuôi lớn theo báo cáo thì lại có mức lãi rất khủng chưa từng có. Theo báo cáo thường niên vừa công bố của tập đoàn CP Việt Nam, lợi nhuận trong quý 1 đã tăng 125% so với cùng kỳ năm ngoái. Và lợi nhuận trước thu thuế đã đạt 966,7 triệu đô la Mỹ và hoạt động doanh nghiệp này theo mô hình khép kín từ trang trại đến bàn thức ăn, từ sản xuất thức ăn chăn nuôi đến chế biến thực phẩm. Và một tập đoàn chăn nuôi lớn khác đó là tập đoàn Dabaco cũng đã đạt lợi nhuận khủng. Trong năm 2020, Dabaco đã có doanh thu hơn 10.000 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ năm ngoái. Và công ty cổ phần chăn nuôi Phú Sơn, một doanh nghiệp chăn nuôi có quy mô trung bình tại tỉnh Đồng Nai, cũng có kết quả kinh doanh vượt xa so với kế hoạch. Chăn nuôi lợn lãi đậm khiến nhiều doanh nghiệp đang rót tiền đầu tư và mở rộng trong lĩnh vực này, chẳng hạn như tập đoàn Sapa đang đầu tư dự án chăn nuôi lên đến 230 triệu đô la Mỹ tại Bình Phước với tổng vốn đầu tư xây dựng là 170 tỷ đồng. Hai công ty cổ phần Hùng Vương đang bắt tay với tập đoàn Thaco thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất heo giống và thức ăn chăn nuôi Việt Đan tại Long An với số vốn điều lệ ban đầu lên đến 556 tỷ đồng. Theo Cục Chăn nuôi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, trong năm 2020, ngành chăn nuôi heo thế giới bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch tả lợn châu Phi và đại dịch Covid-19. Và tại Việt Nam, ngoài hai yếu tố này, ngành chăn nuôi trong nước đang bị thiệt hại bởi bão, lũ lịch sử ở các tỉnh khu vực miền Trung vào năm ngoái, cũng như sự biến đổi khí hậu và thời tiết. Về tình hình giá, trong năm 2020, giá lợn hơi trung bình của Việt Nam xấp xỉ đạt 76.000 đồng trên 1 kg, tăng 66% so với mức giá trung bình của năm 2019. Và hiện nay giá lợn hơi của Việt Nam cao thứ 2 trên thế giới chỉ sau Trung Quốc và có thời điểm đã chạm đỉnh 100.000 đồng trên 1 kg do nguồn cung thắt chặt nhưng đã giảm trở lại vào năm ngoái. Còn đối với giá hơi vào thời điểm hiện tại vẫn đang có chiều hướng suy giảm và trong ngày hôm nay nhiều tỉnh ở thị trường miền Nam vẫn tiếp tục có xu hướng giảm về mức 73.000 đồng trên 1 kg. Và theo ghi nhận, một số địa phương như là Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương đều có xu hướng giảm từ 1 đến 2.000 đồng trên 1 kg và thậm chí Đồng Nai trong ngày hôm nay chỉ báo giá giao quanh 72.000 đồng trên 1 kg. Thị trường miền Tây, một số địa phương như là Cần Thơ, Bến Tre, Hậu Giang cũng giảm nhẹ 1.000 đồng trên 1 kg với mức giao động 73 cho đến 74.000 đồng. Còn đối với thị trường miền Bắc trong ngày hôm nay, Hà Nội, Phú Thọ hay là đối với tỉnh Hà Nam cũng tiếp tục có xu hướng giảm. Cụ thể như Hà Nội trong ngày hôm nay cũng chỉ báo giá 72.000 đồng trên 1 kg, Hà Nam cũng chỉ giao quanh 73.000 đồng trên 1 kg. Thị trường miền Trung trong ngày hôm nay có tỉnh Nghệ An và tỉnh Quảng Trị có xu hướng giảm nhẹ so với ngày hôm qua. Và cụ thể giá hơi trong ngày hôm nay ở tất cả các địa phương trên phạm vi cả nước như sau. Trước hết đó là đối với thị trường miền Nam trong ngày hôm nay, Đồng Nai giảm nhẹ 1.000 đồng với mức 72.000 đồng trên 1 kg. Thành phố Hồ Chí Minh trong ngày hôm nay cũng chỉ đạt 73.000 đồng trên 1 kg. Các địa phương như là Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu và tỉnh Tây Ninh trong ngày hôm nay giao động mức giá 74.000 đồng. Bình Dương giảm nhẹ 1.000 đồng với mức 73.000 đồng trên 1 kg trong ngày hôm nay. Trong khi đó, đối với các tỉnh ở thị trường miền Tây Nam Bộ trong ngày hôm nay có Sóc Trăng giao động mức giá 73 cho đến 74.000 đồng trên 1 kg. Trà Vinh và Cà Mau trong ngày hôm nay vẫn đang duy trì mức giá cao 75.000 đồng trên 1 kg. Kiên Giang có mức giá 74.000 đồng. Tiền Giang 75.000 đồng trên 1 kg. An Giang trong ngày hôm nay giảm nhẹ 1.000 đồng về mức 73.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, tỉnh Bạc Liêu vẫn là địa phương có mức giá cao nhất. Đối với dòng heo siêu loại 1, nhiều hộ chăn nuôi báo giá tỉnh Bạc Liêu lên đến 75 cho đến 76.000 đồng. Dòng heo áp siêu cùng này phổ biến mức giá 73.000 đồng trên 1 kg. Vĩnh Long 74.000 đồng. Đồng Tháp trong ngày hôm nay giao động mức giá 74 cho đến 75.000 đồng. Long An vẫn duy trì mức giá 75.000 đồng đối với dòng heo siêu loại 1. Còn đối với tỉnh Bến Tre trong ngày hôm nay giảm nhẹ 1.000 đồng về mức 74 cho đến 75.000 đồng trên 1 kg. Hậu Giang giao động mức giá 73.000 đồng. Cần Thơ trong ngày hôm nay nhiều hộ chăn nuôi báo giá 74.000 đồng trên 1 kg.
Đối với thị trường miền Bắc trong ngày hôm nay cũng giảm nhẹ rải rác ở một số địa phương, cụ thể như Hà Nội giảm 2.000 đồng về mức phổ biến 72 cho đến 73.000 đồng trên 1 kg. Các địa phương như Hải Dương và Hải Phòng phổ biến mức giá 73 cho đến 75.000 đồng. Hưng Yên trong ngày hôm nay cũng chỉ có mức giá 73 cho đến 74.000 đồng trên 1 kg, trong khi đó Vĩnh Phúc 74 cho đến 75.000 đồng. Nam Định 73.000 đồng trên 1 kg, Thái Bình phổ biến mức giá 74.000 đồng, Hà Nam 73.000 đồng trên 1 kg. Hai địa phương đó là tỉnh Ninh Bình và tỉnh Bắc Ninh trong ngày hôm nay vẫn duy trì mức giá cao và ổn định 74 cho đến 75.000 đồng. Trong khi đó, một số địa phương ở khu vực phía Tây Bắc như Sơn La, Lai Châu, Điện Biên và tỉnh Hòa Bình trong ngày hôm nay có mức giá khá thấp, đặc biệt là đối với tỉnh Hòa Bình. Nhiều chăn nuôi báo giá đối với dòng heo siêu ở khu vực này chỉ giao quanh mức giá 73 cho đến 74.000 đồng, dòng heo áp siêu 71.000 đồng trên 1 kg. Điện Biên 73 cho đến 74.000 đồng, Lai Châu giao động mức giá 74 cho đến 75.000 đồng trên 1 kg đối với dòng heo mẹ trắng, còn đối với tỉnh Sơn La phổ biến mức giá 72 cho đến 73.000 đồng trên 1 kg. Một số địa phương khác ở thị trường miền Bắc như là Bắc Giang phổ biến mức giá 74 cho đến 75.000 đồng. Hà Giang trong ngày hôm nay báo giá 72.000 đồng trên 1 kg. Cao Bằng 74.000 đồng. Lào Cai và Yên Bái phổ biến mức giá 73 cho đến 74.000 đồng trên 1 kg. Đối với tỉnh Lạng Sơn thì nhiều hộ chăn nuôi báo giá huyện Hữu Lũng và khu vực Cao Lộc của tỉnh Lạng Sơn đang có mức giá đối với dòng heo đẹp khu vực này là 74 cho đến 75.000 đồng trên 1 kg. Còn đối với heo dân mẹ trắng ở khu vực này chỉ phổ biến mức giá 71 cho đến 72.000 đồng trên 1 kg. Quảng Ninh 75.000 đồng. Tuyên Quang phổ biến mức giá 73 cho đến 74.000 đồng trên 1 kg. Phú Thọ và tỉnh Bắc Cạn trong ngày hôm nay cũng phổ biến mức giá 73 cho đến 74.000 đồng. Trong khi đó, nhiều hộ chăn nuôi báo giá ở tỉnh Thái Nguyên đối với dòng heo đẹp khu vực này vẫn đang có mức giá 74 cho đến 75.000 đồng trên 1 kg. Còn đối với dòng heo xấu hơn, dòng heo hai bề hoặc là dòng heo áp siêu khu vực này ấy, thì chỉ giao quanh mức giá 71 cho đến 73.000 đồng trên 1 kg mà thôi. Còn đối với thị trường miền Trung trong ngày hôm nay, một số địa phương như là Quảng Nam, Quảng Ngãi và tỉnh Thanh Hóa vẫn đang có mức giá cao. Như là Thanh Hóa đối với dòng heo siêu loại 1 ấy, đang có mức giá phổ biến là 74 cho đến 76.000 đồng. Dòng heo áp siêu có mức giá khoảng 72.000 đồng trên 1 kg. Nghệ An phổ biến mức giá 72 cho đến 73.000 đồng. Hà Tĩnh 73.000 đồng trên 1 kg. Quảng Bình 73.000 đồng. Quảng Trị và Thừa Thiên Huế trong ngày hôm nay báo giá 72.000 đồng trên 1 kg. Còn đối với hai địa phương là Quảng Nam và Quảng Ngãi vẫn đang phổ biến mức giá 73 cho đến 75.000 đồng. Tuy nhiên, đối dòng heo hai bề khu vực này, nhiều hộ chăn nuôi báo giá khu vực Sơn Tịnh của tỉnh Quảng Ngãi chỉ dao động 70 cho đến 71.000 đồng trên 1 kg, thấp hơn nhiều so với dòng heo siêu. Bình Định phổ biến mức giá 74.000 đồng. Nhiều hộ chăn nuôi báo giá khu vực Phú Cát của tỉnh Bình Định đang có mức giá tương tự. Phú Yên 73 cho đến 74.000 đồng trên 1 kg. Khánh Hòa cũng dao động mức giá 73 cho đến 74.000 đồng. Hai địa phương là tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận đang có mức giá 74.000 đồng trên 1 kg trong ngày hôm nay. Còn đối với các tỉnh ở khu Tây Nguyên trong ngày hôm nay cũng ít có sự thay đổi. Gia Lai vẫn đang phổ biến mức giá 72 cho đến 74.000 đồng, Đắk Lắk 72 cho đến 73.000 đồng trên 1 kg. Kon Tum phổ biến mức giá dao động 73.000 đồng, trong khi đó Lâm Đồng là địa phương vẫn đang duy trì mức giá cao 74 cho đến 76.000 đồng trên 1 kg. Đắk Nông 74.000 đồng trên 1 kg và địa phương này ấy, thì cũng không có sự thay đổi so với ngày hôm qua. Còn đối với tình hình dịch tả lợn châu Phi theo ghi nhận trong ngày hôm nay ở các tỉnh thuộc khu vực miền Trung như là Nghệ An và Hà Tĩnh thì vẫn đang diễn ra. Cụ thể như tại Nghệ An thì một số huyện có dịch tả lợn châu Phi ở thời điểm này như là Con Cuông, Đô Lương, Thanh Chương, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Tương Dương ở tỉnh Nghệ An. Và nguyên nhân xảy ra dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh Nghệ An được xác định là các xã có dịch đều là các ổ dịch từ năm 2019 và năm 2020, tức là những ổ dịch cũ, mầm bệnh tồn tại trong môi trường chăn nuôi, việc tiêu độc khử trùng vẫn chưa thường xuyên. Và sau Tết, người dân tái đàn lợn nhưng ít áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, không khai báo với chính quyền địa phương cho nên là việc kiểm soát rất là khó khăn. Và đó cũng là những thông tin cuối cùng trong bản tin giá hơi trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi.